Khui kiện gì thể thao high hand của Gifan Bass 2. Rồi, mọi người đợi một xí mình bể bốc đống đồ này ra để mình lên thùng mới nào. Lizard 300 đôi giày nhá, không bao giờ nói quá số lượng luôn. Điểm nhị qua cho mọi người những phối màu đỉnh trong thùng này trước nhỉ. Đây, Blue Boot Orange 22, cái tên cũng đã nói cái màu của nó rồi. Nine Renew Runs phê thứ tư, Ultra Boost 5.0 DNA, Pegasus 38 Cyrus. Trời ơi, phối màu này đỉnh ghê á. Và vẫn còn rất nhiều những màu khác đang nằm đầy sàn đây nè. Khu chuyện này mình đánh giá là hàng đẹp hơn tất cả những lô trước mình đã nhập về nữa luôn á nha. Đã thế, giá cả lại không hề thay đổi, vẫn chưa đến màu cũ. Bạn cũng đã thể xúc ngay một đôi giày Real để chơi thể thao thì còn gì gọi là hơi hơn nữa. Mặc dù mẫu mã đa dạng là thế nhưng mà số lượng thì không có nhiều đâu. Giày high hand thì mọi người hiểu rồi đó, mỗi mẫu chỉ từ 1 đến 2 size là căng thôi, không nhanh là sẽ hết sạch liền đó. À mà cũng bật mí cho các bạn nhé, Shop thì có một số ưu đãi cũng như ưu tiên hơn cho các bạn khi đến tận nơi đấy. Đây địa chỉ nha, 199 Hoàng Diệu 2, bạn nào gần thì tạt sang liền đi, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng đâu ạ.